Câu chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Chuyện kể, có một ngôi làng nhỏ nằm trong rừng sâu dưới chân núi. Ở đó người dân quanh năm lam lũ. Cuộc sống khó khăn khiến cho họ chỉ biết tìm kiếm miếng cơm manh áo mà thôi. Ở đây người ta không ai nói với ai lời nào, cũng không mỉm cười. Các mối quan hệ xã hội ít dần. Không khí ở đây nặng nề, lãnh cảm và u buồn. Vì vậy người ta còn gọi đây là làng rầu rĩ. Từng ngày trôi qua trong buồn bã, cho đến một ngày kia, mọi người nháo nhào sợ hãi vì phát hiện một chiếc hộp kỳ lạ nằm trong rừng trúc. Không ai dám đến gần, cho đến khi có một người đủ dũng cảm chạm tay vào chiếc hộp. Nhận tín hiệu. Đây là làng u buồn. Nhiệm vụ, hãy làm mọi người vui thôi. Nhận nhiệm vụ. Âm nhạc bắt đầu. Every day I'm shuffling. Không có ai cười hết trơn. Chắc mọi người quên cách cười hết trơn rồi. Để Búp Bê sẽ chỉ mọi người cách cười nha. Thank you.
phải cười ngầu, cười nhiều mới đẹp trai. Bởi vì đẹp trai thì còn bây giờ cười theo tình huống. Đầu tiên là cười vui. Ha 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 ha. Xin lỗi các bạn. Đang bị nhật máu. Đầu tiên là cười buồn. Mặt buồn, miệng cười còn gọi là buồn cười.